Nam chúng ta là một cái đất nước mà có đa sắc tộc, đa tôn giáo, có nhiều cái tôn giáo, và trong đó thì có Hồi giáo. Và hiện tại bây giờ trên thế giới, cái tín đồ của các tôn giáo mà đông nhất đó là Hồi giáo. Hồi giáo là người có cái số lượng tín đồ đông nhất trên toàn thế giới. Thì các bạn biết rằng là đến với thánh đường Hồi giáo đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái điểm đặc trưng của Hồi giáo đó là một cái khoảng không. Bởi vì người ta quan niệm rằng là Hồi giáo thì người ta tin vào cái vị thánh, đó là thánh Allah, là vị thánh tối cao họ, và tin vô cái nhà tiên tri Mohammed, và dựa vô cái nhà tiên tri Mohammed đó thì dựa vô cái quyển kinh Quran, và phải thực hiện theo những cái lời mà của nhà tiên tri Mohammed đọc ra từ cái quyển kinh Quran đó, và họ thực hiện. Cho nên họ tin theo cái vị tối cao đó là thánh Allah. Bây giờ tôi bạn là cái biểu tượng đó, cái biểu tượng thờ của Hồi giáo đó, thì bạn thường thấy đó là cái hình trăng lưỡi liềm. Ví dụ như đó, cái hình đó là hình mặt trăng lưỡi liềm cùng với ngôi sao năm cánh. Biểu tượng của mặt trăng lưỡi liềm đó là bởi vì người ta quan niệm rằng là cuộc sống này đó thì trăng khuyết rồi có cái đầy, cho nên người ta mong tới tương lai trong cái thế giới sau này đó là con người người ta sẽ đầy đủ no ấm hạnh phúc, được tốt đẹp, cho nên là trăng khuyết rồi có kỳ đầy, cho nên người ta có ảnh hưởng cái hình ảnh của trăng lưỡi liềm đó. Còn ngôi sao năm cánh tượng trưng cho năm điều mà của tín đồ Hồi giáo họ phải thực hiện. Thí dụ như là một ngày vậy thì họ phải làm lễ 5 lần, và khi làm lễ thì người ta phải quay về hướng Tây, đó là cái hướng của thánh địa Mecca, cái nơi mà đã khởi nguồn của cái đạo Hồi này. Thứ hai là trong một năm như vậy đó thì họ phải có một tháng chay, tháng chay Ramadan. Tháng này đó là người ta sẽ nhịn ăn. Nhịn ăn để làm chi? Để họ tích lũy tiền của và họ đi bố trí thí cho người nghèo. Cái tháng này không phải nhịn ăn, nhưng mà ví dụ như một ngày vậy người ta ăn có một bữa thôi, và người ta ăn một cách nó rất là khiêm tốn, chứ không phải là ăn ngon vật lạ. Cho nên là trong một năm vậy thì họ phải có một tháng chay đó. Hoặc là ví dụ như cái điều luật đó là họ phải được một trong cuộc đời của họ thì phải có một lần hành hương về thánh địa Mecca. Cho nên các bạn thường thấy là hàng năm khi mà đến cái ngày lễ của Hồi giáo thì có rất là nhiều người đó hành hương về thánh địa Mecca là như thế. Rồi ví dụ như họ phải tin vào, tuyệt đối vào thánh địa, thánh Allah, và họ tin vào cái phải nghe theo cái những cái lời trong quyển kinh Quran mà của nhà tiên tri Mohammed truyền đạt. Cho nên các bạn thấy rằng là trong cái truyền thuyết, cái câu chuyện về của Hồi giáo đó, thì người ta quan niệm rằng là ông Mohammed đó là một cái người mà đã nằm mộng và thấy được thánh Allah đã trao cho mình một cái nhiệm vụ cao cả là phải đi truyền những cái điều mà của thánh Allah giao phó nằm ở trong cái quyển kinh Quran, và tín đồ phải thực hiện. Cho nên tất cả các đạo thì như anh có chia sẻ rằng là đạo nào cũng dạy con người ta tốt đời đẹp đạo hết, không ai dạy con người ta làm sai trái hết. Thì các bạn thấy là sao, thấy Hồi giáo thấy sợ quá, tại vì nghe nói là đạo Hồi đó là ôm bom cảm tử rồi này kia, rồi giết người hàng loạt vân vân. Thì như anh nói rằng là những cái tôn giáo khác thì họ cũng có nhiều cái nhánh ha. Ví dụ như đạo Phật thì họ cũng có là Nam Tông, Bắc Tông hay là Thất Sĩ. Rồi đạo Công giáo thì họ cũng có giáo xứ hay là Tinh Hà Tinh Lành. Còn Hồi giáo thì họ cũng có lực lượng về chính thống và lực lượng cực đoan. Cho nên là những cái người mà họ ôm bom cảm tử hay là họ làm những cái chuyện xấu, chuyện ác thì đó là những Hồi giáo cực đoan thôi. Chứ đạo Hồi cũng rất là tốt, như anh vừa nói rằng là có một năm vậy là họ có tháng chay Ramadan, và cái tháng chay này là họ tích lũy tiền của để bố thí giúp đỡ cho những người nghèo, cho nên là rất là tốt, chứ không có đạo nào mà dạy con người ta làm bậy hết. Và các bạn thấy rằng là thường các bạn nghe đó rằng là những cái người phụ nữ Hồi giáo thì không được vô trong thánh đường, thì đúng như vậy, tại vì người ta quan niệm rằng người phụ nữ là có sự hơi hô uế, không được có trong sạch, bởi vì người phụ nữ thì do cái sứ mệnh cao cả mà có con, cho nên họ có chu kỳ kinh nguyệt, và khi họ có như vậy đó thì cái vào những ngày mà họ có chu kỳ như thế thì họ không được sạch sẽ khi mà vào trong thánh đường, cho nên người ta không có cho phụ nữ vào thánh đường là như thế, chỉ có những người đàn ông, rồi người phụ nữ thì có thể đứng ở hành lang vào những ngày giờ hành lễ. Cho nên một ngày vậy họ có 5 lần hành lễ là và quay về cái hướng Tây.
Cho nên sau này các bạn đi những khách sạn 4 sao, 5 sao, 6 sao ở trên đất nước Việt Nam ta hoặc là trên thế giới, thì các bạn sẽ vô cái phòng, mà trong cái phòng đó lúc nào người ta cũng có để một cái mũi tên ở một cái góc nào đó, có để mũi tên, thì cái mũi tên đó là dành cho tín đồ Hồi giáo, biết được cái hướng đó là hướng Tây để người ta làm hành lễ. Tại vì anh nói rằng là những người trong cái tín đồ Hồi giáo đó bắt buộc là họ phải tới giờ hành lễ là họ phải hành lễ, cho nên về hành lễ thì họ phải quay về cái hướng của thánh địa Mecca để họ làm lễ. Cho nên bình thường họ đâu có biết hướng nào đâu, vô một cái phòng như vậy thì không hướng nào. Cho nên sau này các bạn vô khách sạn mà thấy có một cái dấu mũi tên đó, là đó là cái hướng hành lễ cho tín đồ Hồi giáo. Cái điều thứ hai là các bạn có thấy rằng là về trang phục của tín đồ Hồi giáo, thì những người đàn ông này đó thì thường là mặc trang phục trắng và đội cái nón trắng ở trên đây. Thì người phụ nữ đó thì bịt kính người, kính tóc, kính đồ thẳng xuống. Thì cũng tùy theo là cái nhóm theo cực đoan hay nhóm không cực đoan. Nếu mà nhóm cực đoan đó thì kính hết, chỉ để hai con mắt thôi, thì bịt kính mặt luôn, chỉ để hai con mắt thôi. Bởi vì họ quan niệm rằng là bộ mặt của người phụ nữ đó là thể hiện hiện diện của sự xấu xa tội lỗi. Cho nên là họ bịt kính mặt là như thế, chỉ để hai con mắt thôi. Nhưng mà các bạn thấy thường những người mà bịt kính như thế đó thì những người có con mắt rất là đẹp, đúng không? Những cái người nữ mà tín đồ Hồi giáo mà họ có cặp mắt rất là đẹp, tại vì họ thuộc cái hệ người mà chân mày rộng mà mắt không đẹp, cho nên là mình thấy cái cặp mắt rất là đẹp, rất là sắc sảo. Và đặc biệt đó là họ bịt kính tóc, nếu mà không phải cực đoan thì họ không có bịt kính mặt, mà họ để cái mặt y như nãy các bạn thấy cái tô ở đây đó, người ta mặc thì người ta chỉ che cái phần tóc rồi thôi chứ vẫn còn gương mặt. Thì tại vì cái người ta quan niệm rằng cái bộ tóc của người phụ nữ á, là thể hiện sự sexy. Ai mà để cho người đàn ông thấy được cái bộ tóc của mình, đó là thể hiện sự sexy, làm cho người đàn ông ham muốn. Cho nên người ta phải cất đi, giấu đi cái bộ tóc. Cho nên cái bộ mặt là thể hiện sự tội ác, tội lỗi, xấu xa. Còn cái bộ tóc là thể hiện sự sexy. Các bạn có nghe rằng là những người mà theo đạo Hồi giáo thì được quyền có nhiều vợ không? Theo luật của Hồi giáo thì người đàn ông được quyền có 4 vợ. Nhưng mà xin thưa rằng là không phải ai cũng có thể có được 4 vợ ha. Tại vì theo luật của Hồi giáo đó, thì những người mà đàn ông mà có 4 vợ đó là những người đó cực kỳ giàu nha. Cực kỳ giàu. Bởi vì người ta có một người vợ thứ nhất, người ta muốn cưới một người vợ thứ hai, thì họ phải lo cho người vợ thứ nhất đó đầy đủ. Và cưới người vợ thứ hai cũng lo người vợ thứ hai đầy đủ như người vợ thứ nhất đó. Rồi từ đó cái cưới người vợ thứ ba thì cũng phải lo cho cái bà thứ ba, thứ hai, thứ nhất này bằng nhau. Tức là ví dụ như mua cho bà thứ nhất một căn nhà thì bà thứ hai cũng phải một căn nhà, bà thứ ba phải căn nhà. Mua cho bà vợ thứ nhất một cái chiếc xe hơi thì bà vợ thứ hai cũng xe hơi, và vợ thứ ba cũng xe hơi. Cho nên là ý đó là những người đó thì đúng là trong luật của Hồi giáo đạo Hồi thì họ có quy định là người đàn ông được quyền có nhiều vợ, đó là có khoảng 4 vợ. Nhưng số lượng người mà có nhiều vợ như vậy đó, số lượng người mà có 4 vợ vậy thì rất là hiếm. Thằng hiếm bởi vì những người đó cực kỳ giàu, bởi vì nếu như không làm được là bà vợ được quyền đi thưa. Và ngoài cái luật của pháp của đất nước sở tại thì họ có cái luật của Hồi giáo. Họ có luật bên đạo họ. Cho nên nếu không đáp ứng được thì họ thưa. Và bị tội nặng lắm. Cho nên là đó là cái sơ nét về cái đạo Hồi. Thêm một cái là chúng ta đang tham quan viếng cái thánh đường này đó, được mang tên là thánh đường Majid Jamiul Aha. Cái thánh đường này là thánh đường Majid đó. Thì cái thánh đường này được xây dựng năm 1959, sau đó thì được trùng tu vào năm 1992, rồi trùng tu mới nhất là năm 2012. Thì đó là những lần trùng tu của thánh đường này. Và như anh nói rằng là mình vô trong thánh đường của Hồi giáo mình nói, ủa sao thấy cái không có thấy tượng, không có thấy gì hết trơn á, không có thấy biểu tượng gì hết. Thì thưa các bạn rằng là đối với người Hồi giáo đó, họ tin rằng là thánh Allah là một cái gì đó nó cao cả lắm, nó không tưởng tượng được, tức là không có cái hình ảnh nào để hình tượng ra sự thật của như của những cái tôn giáo khác. Ví dụ như người tôn giáo khác thì người ta có hình tượng của Chúa, những tôn giáo khác thì người ta có hình tượng của Đức Phật. Còn đối với họ thì thánh Allah là cái gì nó rất là cao quý, rất cao thượng, mà không có cái gì để thể mô phỏng được. Cho nên người ta chỉ để cái ô cửa vậy thôi, ô cửa giả vậy thôi, tức là cái khoảng không vậy thôi. Và người ta cứ nhìn vào đó, người ta cứ khấn nguyện, và người ta tin rằng là được cái thánh Allah là cái vị tối cao của
ôm cháu họ, phù hộ độ trì cho họ. À, cho nên là những người mà ôm bơm cảm tử như vậy, tại sao người ta dám là ôm bơm cảm tử để banh sát như vậy? Tại người ta quan niệm là chết về tử về đạo như vậy đó thì sẽ được về tới chân của bên cạnh của Thánh A-la. À, cho nên là đó là những cái điều mà họ tin một cách tuyệt đối, tuyệt đối. Như anh nói rằng là trong năm cái điều luật của đạo Hồi thì điều luật là quan trọng nhất là tin tuyệt đối. Và chúng ta biết rằng là đạo Hồi thì họ không ai theo ha. Họ cử thịt heo. Cho nên sau này có bạn có thể dẫn khách đi trong tour, mà nếu như chúng ta biết được người Hồi giáo thì mình vẫn hỏi họ trước và phải đặt cái thực đơn là không có thịt heo. Trong đạo Bà La Môn, tức là Hindu Ấn Độ, thì họ không ăn thịt bò, bởi vì con bò đó là con bò thần Nandin, vật cởi của thần Shiva. Còn ở trong đây thì người ta không ăn thịt heo, là bởi vì có lẽ rằng là trong quá trình đi hành đạo của ông Mohammed đó, nhà tiên tri Mohammed đó, thì ông thấy con heo là con vật dơ bẩn, cho nên là không bao giờ người ta ăn thịt heo. Theo quan niệm là con heo, con lợn là con vật dơ bẩn. Rồi xin mời các bạn có thể ngắm nhìn quan sát sơ, rồi chúng ta sẽ đi qua cái làng trong nhé. Chúng ta thấy ở trong thánh đường họ thì một cái khoảng không như thế, và có hai ô cửa, và cái ô cửa có bậc tam cấp đó là cái ô cửa chính trung tâm mà để họ để những cái quyển kinh trong cái kinh Koran. Rồi mời các bạn đi một vòng đến đường đi. Đây cũng như là một cái nghĩa địa đó bạn, nghĩa địa của người Hồi giáo. Đúng rồi.